Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Game Live của mình. Thì video này Chiến tiếp tục bán game ARK của mình nhé các bạn. Mình vừa mới làm xong công việc á, tranh thủ mình vô mình quay một tập ARK nữa cho các bạn xem. Thì hy vọng là các bạn thích ha. Hiện tại bây giờ thì nhiều bạn fan nói với mình là anh Game Offline ơi, fan hả kiểu mà kết thúc cái series á. Tại vì cái series này nó còn hay nhưng mà còn nhiều cái bí mật á, mình chưa khám phá hết. Ví dụ như là cái con gom Lurid nè. Thì cái con này là chúng ta có thể là tiến hóa nó lên được nữa. Nè, nhiều bạn fan kêu mình là tiến hóa cái con gom Lurid lên. Đó các bạn thấy chưa? Ở đây thì mình thấy nó để là gì? Brickkin Baldarius. Baldarius đó là cái con này là giống giống như cái con tinh tinh mà vũ khí gì đó tối thượng của mình đó các bạn. Nè, giống như cái con này nè. Mình nghĩ là chắc nó tiến hóa lên con này quá. Đâu có tiêu rồi. Nè. Dám nó lắm à. Rồi sao nó nghĩ cho mình cưỡi rồi. Đó, mình nghĩ là chắc nó ra con này nè. Tại vì con Lurid hoặc là cái con siêu thú huyền thoại nữa, nó cũng giống giống nhau à. Rồi, để mình tiến hóa thử nha. Có thể là kiểu mà nó để như vậy. Nè, ví dụ như con này nữa nè. Cái con Nidhogg này nữa nè. À không không không. Con này thì nó không có để tiến hóa nha bạn. Nhầm rồi. Mình nhầm cái con này với mà cái con Manticore của mình. Siêu thú huyền thoại nè. Nhiều bạn fan là kêu gì mình thêm vô mod Pandora đó với mà cái mod MyTH cũng được nha bạn. Để nữa mình thêm vô. Bên mấy bên hai mod đó cũng toàn thú dữ dữ luôn. Cũng kiểu mà mấy cái con siêu thú huyền thoại á. Đó chắc mình thêm mấy cái bản mới nhất vô đó. Tại vì hồi hồi nãy mình có lên trên cái trang ARK mod á, mình thấy mấy mod đó bây giờ nó cũng update thêm nhiều thú mới đó. Nhiều siêu quái thú á, các bạn xem là bao ghiền luôn á. Thì để coi coi cái con Lurid này để mà tiến hóa thì chúng ta quay lại cái nhà mộ đi. Hình như là mình hết mấy cái đồ kia rồi. À mình có mấy cái cục này rồi nè. Rồi. Rồi để coi coi còn thiếu cái co với mà cái Daron Beat, gom Daron Beat, cái đó thì chúng ta chế được. À, còn thiếu cái nọc độc của cái con Tia. Còn thiếu cái nọc độc của cái con rắn các bạn ơi. Titan Boa. Đấy, mình sẽ lấy luôn đi. Tại mấy cái này đi farm được. Nhưng mà giờ lười đi farm rồi. Có một vài bạn fan đó là anh Game Offline rồi, chơi mà chơi chết. Thực ra là mấy cái này đi farm được chơi các bạn ơi. Nó không nhất thiết mà kiểu mà chúng ta chơi theo một cái cách nó giống như là nó cổ hủ quá. Tại vì mấy cái này là đi farm nó chủ yếu là nó mất thời gian thôi chứ không gì. Đúng không? Nhưng mà cái series đã chơi tới cái mức này rồi, lấy một vài cái mình nghĩ nó chắc nó cũng không không tới nỗi nào đâu đúng không? Cái nào cần thiết thì chúng ta cứ lấy thôi. Mấy này thì giết mấy con rắn. Rồi, mình sẽ gom đồ. Rồi, bây giờ tiến hóa cái con Lurid này lên nha. Mình nghĩ chắc là nó sẽ tạo ra một cái con tinh tinh đi chang vậy các bạn ơi, tại tên nó giống nhau nè. Đó các bạn thấy chưa? Bây giờ bỏ đồ hết qua bên đây đi. Mình bỏ tạm mấy cái đồ vô hết bên đây luôn đi. Lấy lại mấy cái bình kinh nghiệm thôi. Quần áo đồ bây giờ mình quá nhiều ha, một đống nữa.
Rồi, ok rồi. À quên. Đây, mình lấy mấy cái viên đạn nữa. Rồi, bây giờ thì gom đồ cái nó. Chúng ta sẽ có mấy cái đồ này. Qua bên chỗ Conbot đi à, thì chúng ta tiến hóa thử. Trong này thì nói chung là còn khá là nhiều bí mật. Nhiều bạn fan nói mình còn nhiều thứ lắm các bạn ơi. Kiểu mà mình chưa có khám phá hết á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hóa nó thử. Ây da, Omega chắc 300% mình nghĩ là nó sẽ là một cái con tinh tinh đó các bạn ơi. Được nào nó cũng lên con tinh tinh. Con Lrit này của mình hiện tại bây giờ là nó đang quánh đam là hình như là 9 triệu 14 triệu. Hết nhỉ. 14 triệu nha các bạn. Quay 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 có tiếng nhạc nữa trời. Chịu khó nghe trong im lặng nha các bạn. À. Như vậy là nó tính cái vị trí tiến hóa bắt đầu từ đây luôn nè các bạn. Rồi, đây nè. Như vậy là 300% là thế nào nó cũng ra thêm một con tinh tinh nữa. Đấy. À không 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 các bạn ơi. À không. À đù, nó ra một cái con Lrit. Britkin Baudarius. Ghê vậy. À đù. À đù. Ây da, mình cứ nghĩ nó là cái con này chứ. Ây. Mình cứ nghĩ là nó ra giống như cái con tinh tinh đó các bạn, tại tên nó giống nhau á. Ai ngờ đâu là nó ra cái con đô đô này. Nè. Nè nè các bạn thấy không? Này nó giống tên nhau nè, đó. Ritkin Baudarius đó. Còn cái con Lrit. À con này nó cần có cái yên. Ủa rồi cái con kia mình mới. À không không không. Mình lộn rồi các bạn ơi. Mình cứ tưởng đâu là nó tạo ra một cái con là có hai con á. Ai ngờ đâu là nó tiến hóa lên nha các bạn. Là con Lrit là con này luôn nè. Là nói chung là cái con cũ của mình là nó tiến hóa lên con này đó. Nó tiến hóa lên Britkin nè. Quên lấy bà cái yên nữa rồi. Ngu như trâu. Bây giờ quay về nhà chế cái yên lại mới được. Quên làm cái yên. Ủa quên lấy cái yên ra. Uầy. Hay ha, sao mà mấy bạn fan mình biết hay á. Lrit. Đấy. Con hồi nãy Lrit bình thường á thì nó đánh là cái gì 14 triệu đam đúng không? Các bạn đón xem mà con này quánh tầm bao nhiêu đam. Im quá ta. Mình sẽ qua bên khu vực đầm lầy. Nhìn giỏi quá các bạn ơi. 1,5 triệu đam. 1,5 triệu đam mà đam này là đam mặc định cơ bản nha. Tăng lên một phát mà full lên luôn á. Là mình nghĩ là chắc dữ á. Chắc là tầm quánh một cái chắc tầm 50 triệu. 50 triệu đam xiền luôn. Uầy, các bạn nhìn cái chỉ số phần trăm đam của nó kìa, lên nhiều lắm luôn á, quánh trên 50 triệu xiền luôn á. Mình nói thiệt là cái con Lrit này mà nó quánh là trên 50 triệu xiền luôn. 347 đúng không? Đó, 347. Còn chỗ này sẽ là 93.
Im ha, các bạn thấy cái ông nào mà làm ra cái bản mod game này mình cảm giác rất là hay luôn đó. Cái tư duy giống bá. Đấy, 93 là ok. Ông làm nhiều cái hay thiệt. Rồi, mình sẽ cho vô tốc độ hết. Rồi, đầy food, đầy máu rồi đúng không? Rồi, test thử nha. Uầy! Ôi trời ơi, 144 triệu đam nha các bạn. Mạnh như đời tới vậy thầy. Mạnh, mạnh ngang ngửa cái con tinh tinh luôn á, cái con vũ khí tối thượng của mình á. À, phun lửa thì 72 triệu. Trăm bốn mươi nhìn nó dữ dội, nhìn nó dữ tợn quá hay hay hay, vẫn còn một con nữa nha các bạn, vẫn còn một con nữa. Nhiều bạn fan nói với mình là hình như là còn cái con gì đó nó có thể là tiến hóa lên được nữa, nhớ tới hai con là nó quá được 144 triệu mát luôn rồi đó. 145. Đây là gọi là cả thế giới. Mạnh hơn đam của cái con tinh tinh nữa các bạn. Thôi ơi, thôi ơi. Thôi, để mình gọi cái con tinh tinh Behemoth nè. À không không không, yếu hơn các bạn ơi, yếu hơn. Con này nó quánh tới 176.000 lần. Ủa 176 triệu lần. Nhưng mà anh có cánh anh phóng cái thì ghê rồi các bạn, thấy phóng ghê hồn không? Quánh được 176 triệu. L-Rit của mình thôi. À, đúng là im thì 144 triệu cả thế giới. Được rồi, bây giờ mình sẽ quay lại chỗ cái nhà cũ của mình. Nhớ lại mấy cái tập đầu tiên, trời ơi, bị hành sắp mặt. Bây giờ mình đã sở hữu được những con gọi là dữ dội, quá dữ dội luôn á. Cảm giác là hình như là cái con này mà khi mà các bạn tiến hóa lên cái hệ Brickkin Darius này á, thì nó nhân 10 đam lên các bạn. Giống như cái con Indominus Rex á, nhớ không? Cái con mà chưa tiến hóa thì quánh 14 triệu đam, còn khi mà tiến hóa lên thì nó quánh nhân 10 lên. 144 triệu. Đúng chưa? Quay lại khu vực nha. Nhìn cái con này so với mà mấy cái con đô đô của mình trước đó các bạn thấy không? Mấy con đó không có giới á nào luôn. Cái độ khủng khiếp đấy. Mấy siêu thú huyền thoại chắc cho nó đứng bên đây hết quá. Để cho siêu thú huyền thoại đứng bên đó. Nhớ là còn có con nào có thể là tiến hóa lên được nữa các bạn. Nhìn con rồng y chang bị cụt tay không? Các bạn xem nào. Để nhớ kỹ đây. Mình nhớ có một cái con hệ nào đó là vẫn tiến hóa lên cái hệ Brickkin y chang vậy đó. Siêu thú huyền thoại. Nhớ hôm trước là siêu thú huyền thoại này là hình như là nó có tiến hóa nè.
À không các bạn ơi. Xóa bớt hết đồ này. Để vô người nó lại. Rồi ok. Con nào ta? Phải con này không? Để đi tìm lại nha. Không phải con này. À trong này, trong mấy con này là có cái nọc gắn hay gì nè. À không phải. Cái đó là toxin nọc của con cá mập. Itachi. Như là con này. À không có luôn các bạn, con này là dùng để chế đồ. Mình nhớ là vẫn còn một con nữa có thể là tiến hóa lên được. Kỳ vậy ta. Con này đúng không? À đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Nè các bạn thấy chưa? Con này vẫn có thể là tiến hóa lên được nè. Đây, để mình test luôn cái con nhìn nhận này luôn cho các bạn xem nha. Thế mình nhớ mà. Hình như là ngoài con này vẫn còn con nào đó là có thể là tiến hóa lên được nữa. Mấy con này tiến hóa lên mới chụp. Con này lúc hôm trước là mình tăng full dam rồi nha. Bắn được hình như là mấy triệu, 7 triệu hay 8 triệu vậy đó. Quá các bạn ơi. Gọi là chỗ nhà một cái. Chắc mình nghĩ là đam nó nhân gấp 10 rồi. Kẻo hủy diệt giờ phế quá phế. Kẻo hủy diệt giờ là đâu còn tiến hóa được nữa đâu đúng không? Hết. Ở đây nó còn mấy cái não nè các bạn, ví dụ như là zombie cái não zombie Eternal nè. Nè cái này nè. Không biết là mấy cái đồ đó để sử dụng để làm cái gì nữa. Nói chung là còn khá khá là nhiều mấy cái bí mật á. Mình sẽ phải chế thêm một cái cục đa rộng này nữa. Đấy, chế cái cục này. Chắc là mình nghĩ là cái con nhện này mà sau khi mà tiến hóa lên đó các bạn, thì chắc là nó có cái viền cũng giống như cái con Dodo nãy. Rồi, ok. Được rồi nha. Bây giờ thì chúng ta qua bên chỗ đập lầy. Im ha. Nhiều thứ để mà khám phá mà. Đúng không? Nhiều bạn nói chắc là mình nghĩ chắc series này chắc cũng còn lai rai hoài các bạn ơi. Tại vì nó cũng còn khá là nhiều thứ mình chưa có khám phá hết á. Nhưng mà sao con nhện này quánh có 2 triệu 9 nữa thôi. Nếu vậy 2 triệu 9 thì đúp nhân 10 lên. Mình nghĩ là sau khi tiến hóa thì nó sẽ quánh nhân 10 lên đó. 10 lên thì nó được 29 triệu. Cái này là đón đó nha. 2 triệu 9 đó các bạn ơi. Nói chung là đam nó quá được có 2 triệu 9. Rồi, phun lửa thôi. Phun lửa thì được có 100. 170 rồi. À nhưng mà được cái con nhện này nó có cái chiêu bắn ra gì khá là quá nha các bạn nè. Ghê không? Nhưng mà sao bắn không lắc không vậy? Không tính đam thôi. À, 2000 mấy à. Kém phải. Kém quá.
Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hóa nó. Không có tiếng nhạc đó. À. Đấy, có tiếng nhạc đó các bạn thấy chưa? Biết ngay. Tắt nha. Rồi. Im. Mấy con hệ rơm này nhìn cũng im. Ủa mấy cái con boss bên hệ rơm cũng ngon, nói chung là ông nào làm ra mod này mình thấy hay. Cho 10 điểm. Mod từ trước giờ mình chơi là mod Eternal nè. Mod Remo nè. Là mình cảm giác hai mod đó hay á, nhưng mà sau khi chơi mod rơm thì cảm giác cũng hay á. Nó giống giống với nhau. Và sau này phát triển lên là nó lên cái mod gì là Mighty Hack đó các bạn, là ra thằng thánh không luôn á. Với mà Pandora là hai mod sắp tới là mình sẽ khám phá nha, là khám phá tiếp luôn á cho các bạn xem. Đù. Wow, khi mà tiến hóa anh lên là anh lên được tới 3 màu nha các bạn. 3 màu hay 7 màu. Nói chung là nó đẹp hơn á, nó bự hơn. Ồ, nhìn nó dữ dội hơn. Nhưng mà ở trên người của nó là có thêm mà mấy cái sừng á. Nó để là Shadow Spider Ritkin. Khỏi cần yên luôn. Wow, con này không yên luôn các bạn ơi. Khi mà lên tới Brickin Dari, cái này đọc là Darius đúng không, mình nãy giờ mình đọc Darius Darius đó các bạn, là cái chỉ số phần trăm này nó nhiều quá ha. Nè, 500.000 à, 347. Đấy, nó sắp tới 1.000.000% luôn. Như vậy là mình nghĩ là con này không phải nhân 10 lên đâu các bạn ơi, không phải 29 triệu đâu. Cái gì đấy? Sao tự nhiên nó dâng xuống vậy? Ê! What? What the fuck? Sao tự nhiên cái con nhện của mình kiểu mà giống như nó muốn bị xỉu các bạn? Con bắt siêu, bắt siêu, bắt siêu. Sao vậy? Nó đói hay sao các bạn ơi? Ây dồi. Ô mẹ ơi. Lên cái hệ này nó làm gì mà kiểu mà như nó mày đói đúng không? Mày đói tao cho mày ăn. Đừng có như vậy. Đấy. Nó đói các bạn ơi. Nè nè, cái food của nó giảm nè, bởi vì nó đẩy mình xuống. Đó, mày ăn đi. Rồi, chúng ta đi. Còn 93. Đó. Còn lại mình sẽ tăng cho nó cái tốc độ di chuyển. Rồi, ok. Đó, cái sao mà cái food đó tự động đó, nó giật lại hoài, ta không hiểu nổi à. Rồi, ok đi. Ok, ngon lành rồi đó. Rồi, các bạn thấy con nhện gì được không? Dữ tợn quá ha. Mod rơm là giống như là kiểu mà khủng long mái á. Test thử rồi. Mình nghĩ là con này chắc không dưới 100 triệu. Không dưới 100 triệu đam rồi các bạn ơi. Tiếc quá lên thời này. Sao hot hiện đam luôn rồi mấy cha. Wow. 59 triệu à, vãi thật. Sao lúc nào mình cũng đoán trước quớt chứ gì trời, 59 triệu rồi các bạn ơi. Nói chung là nó gấp lên 20 lần. Đúng không? Tầm nó chừng 20 lần. Cũng yếu, cũng không được mạnh lắm. M
bò qua biển luôn. À, khi phun quá thì nó có 800 mấy thôi. Còn cái chiêu C thì đổi lại nè. Có được cái chiêu X thì quánh chùm. Con này có quánh được thêm chiêu X nữa nha các bạn. Chiêu X thì đánh chùm nè. Con tinh tinh của mình nó nổ lên một phát 200 mấy chục triệu luôn. Nhưng mà rõ ràng là cái con này nó bị cái gì mà nó cứ đẩy mình xuống hoài các bạn ơi, không hiểu nói. Ôi, nói chung là con nhện này mình cảm giác là cũng không khoái lắm đâu, nó cứ tự động nó đẩy mình xuống hoài à. Không im. Được chiêu ít ngon, được chiêu ít đánh chùm khá ngon thôi, còn lại không ok lắm. Thôi về về các bạn ơi, coi ơi còn còn gì bí mật nữa không nha. Bỏ nha mày. Trời ơi, tao nguyên bầy đô đô đó. Trời ơi, mấy con đô đô này, zoom đô đô, 1,5 triệu máu các bạn. Anh làm gì mà anh bị dính chùm ở đây nè. Mạnh thì thôi đi ha. Level 600 máu nó là 1,5 triệu. Không để ý thôi chứ mấy mấy nhỏ nhỏ đó nó trâu với đời tới. Lichkin. À Lichkin là gì? Nữ hoàng Ai Cập. Ghê không? Các bạn thấy thấy nữ hoàng Ai Cập ghê chưa? Nữ hoàng Ai Cập này có chiêu ít. Thôi mình phái chiêu ít nè, sấy 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 sấy. À, quá chưa các bạn. Như vậy thì hiện tại bây giờ là nói chung là chích 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 qua mình. What? Why no? Ý là mà bấm E leo lên không kịp, nó cạp chưa cái. Mình thì thấy mạnh vậy thôi chứ phóng xương thú là coi như sắp mặt nha các bạn. Gõ vô đầu cái bóc. Như vậy thì hiện tại bây giờ là Dam thì không có con nào vượt qua được cái con tinh tinh Bahamut của mình nha các. Nói chung là con đó hiện tại giờ là vẫn là đứng chùm thế giới. Chưa có con nào có thể là vượt mặt được nó. Đúng chưa? Cái con vũ khí tối thượng của mình đó là mạnh nhất. Nè con này nè, Bahamut Viking nè. Nè con này nè, con này của mình hiện tại là giờ chùm nhất rồi đó. Chưa có con nào có thể là xón ngôi nó được. Chùm 32 chiêu. Con Lurid thấy gì à? Quá nhưng mà cũng cũng chưa được mạnh lắm á, còn yếu hơn. Anh quánh trung bình là 144 triệu, nhưng mà cái con vũ khí tối thượng của mình quánh tới 176 triệu lần. Okay. Rồi còn con nhìn nhận nữa. Đó. Con này thì mình tiến hóa xong rồi, nói chung là cũng không khoái lắm. Còn con nào có thể tiến hóa được nữa không ta? Thôi đây, video này thì mình tạm dừng nha các bạn, tại vì hôm nay mình có công việc.
Mình không like cho các bạn xem được. Rồi nếu mà chiều mình về sớm thì mình like á. Rồi bởi mấy bạn coi còn bí mật nào nữa không? Các bạn cứ comment phía bên dưới đi. Mình luôn xem những cái bình luận của các bạn á để mà mình thực hiện cho các bạn xem. Ví dụ như là mấy con này tiến hóa là mình xem bình luận của mấy bạn fan đó. Nó là chưa anh ơi, còn nhiều thứ lắm. Thì còn cái gì mà các bạn biết đó thì các bạn bình luận phía bên dưới đi rồi mình thực hiện cho các bạn fan khác xem nha. Rồi cảm ơn các bạn xem video của mình. Thì yêu thích các bạn nhớ đăng ký với mà follow mình trên Nonolive nha các bạn. Thì đăng ký các bạn nhớ nhấn cái chuông để mà mình ra video mới thì nó có thông báo nào. Rồi cảm ơn các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ bình luận phía bên dưới rồi mình xem và mình làm tiếp tục cho các bạn xem nha. Ờ quên nữa, còn coi cái con gắn nữa. Con gắn nó mất tiêu luôn rồi. Cảm giác là cái con gắn mình thêm vô nó bị lỗi hay sao nó cứ trốn hoài các bạn ơi. Cái con gắn khổng lồ nãy giờ vô quên, con gắn mà 1000 mét tiêu rồi. Mất tiêu luôn rồi. Trốn đâu mắt là mình cũng rất là thích mấy con gắn đó đó. Rồi mất tiêu luôn. Ở đây đây, bye bye các bạn nha.